Xin chào quý vị và anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ và em là Tình, em đến từ salon Isuzu Việt Nam. Hôm nay em Tình sẽ lên sóng ở nhà mới, đó là chiếc xe Kia Sedona phiên bản full máy xăng, bản cao cấp nhất. Và chiếc xe được sản xuất vào cuối năm 2018, xe đăng ký tên cá nhân, biển số tỉnh, một chủ từ mới. Và xe được khoác trên mình ngoại thất màu trắng cực kỳ đẹp, nội thất kem. Và hôm nay thì em Tình sẽ đi chi tiết cùng tất cả quý anh chị về chiếc xe Kia Sedona phiên bản cao cấp nhất máy xăng này của em Tình nhé. Và nếu như quý anh chị có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em Tình qua số điện thoại 0911 666 325. Và số thứ hai của em là 0913567328. Anh chị có thể kết bạn Zalo, em Tình gửi full hình ảnh chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe này cũng như thông tin. Và em Tình sẽ gửi địa chỉ để anh chị có thể qua cửa hàng trực tiếp để xem xe, lái thử và cảm nhận về sản phẩm của Isuzu Việt Nam. Địa chỉ của em thì hiện tại đang ở tầng 1 chung cư Home Nen, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Thì rất vui có dịp được đón tiếp anh chị tại cửa hàng mới của salon Isuzu Việt Nam chúng em, Luxury Car đỉnh cao xe lướt. Xe bên em bán ra thì luôn cam kết chất lượng bằng văn bản cũng như pháp lý rõ ràng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, thủy kích. Máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý đầy đủ sang tên. Và km em bao chuẩn zin không tua cho quý anh chị nhé. Nếu như quý anh chị nhận xe và kiểm tra, nếu như phát hiện ra lỗi xe cam kết, em Tình sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền cho tất cả quý anh chị 100%. Thực tế thì hiện tại salon thì cũng mới hoàn thiện được những phần cơ bản, còn những phần decor nữa thì cũng đang trên quá trình hoàn thiện. Thì cũng rất mong quý anh chị thông cảm giúp em Tình. Nhưng mà em Tình thì cũng rất là nóng lòng để lên những clip xe đẹp, xe chất để giới thiệu quý anh chị, để anh chị có thể lựa chọn cho mình được một sản phẩm ưng ý của Isuzu Việt Nam. Đó. Trước mắt quý anh chị thì em xin thông báo lại, đây là chiếc xe Kia Sedona phiên bản full cao cấp máy xăng anh chị nhé. Rất là phù hợp với tất cả quý anh chị mà đi gia đình thì rất là hợp lý trong những cung đường dài đi đông người. Thì đây là một chiếc xe mang lại cho chúng ta cái không gian cũng như cái trải nghiệm option nội thất cực kỳ tốt. Và mới mức giá hiện tại em Tình đang bán với chiếc xe này thì chỉ nhô 800 triệu một chút thôi là anh chị đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe này rồi. Sản xuất và đăng ký là cuối năm 2018, tên tư nhân, biển số tỉnh, một chủ từ mới. Thì sau đây em mời anh chị cùng em xem qua phần nội thất của chiếc xe này. Đầu tiên thì đó là khoang hành ghế phía lái này. Xe thì được trang bị dàn âm thanh loa Infinity anh chị nhé. Đó, nghe rất là hay ạ. Tất cả những cái phần này đều ốp nhựa giả gỗ được sơn bóng luôn anh chị nhé. Đó. Tất cả những chi tiết này đều còn nguyên bản. Trang bị ghế lái chỉnh điện anh chị nhé. Đó. Cảnh báo vượt trên gương này. Cân bằng điện tử này. Còn đây là nút tăng giảm độ sáng của màn hình tablo anh chị nhé. Vô lăng được khâu bọc da nguyên bản của nhà máy này. Đó. Được kết hợp tích hợp như đàm thoại rảnh tay kết nối thành Bluetooth và chế độ chân ga tự động Cruise Control. Đó, anh chị có thể xem chất liệu của nó rất là mới, được bọc gỗ cũng như là khâu bọc da nguyên bản, vẫn còn nguyên bản, đèn auto rồi anh chị nhé. Và km hiện tại đang là 66.812 km zin theo xe. Đó, chế độ tiết kiệm nhiên liệu eco này, sấy ghế lái, sấy ghế phụ này, sấy vô lăng này. Đó. Kết nối USB và AUX luôn anh chị nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập cho quý anh chị và màn hình cam lùi theo xe. Đó. Gương chiếu hậu chống chói, cảm biến gạt mưa tự động, cửa sổ trời hai khoang panorama anh chị nhé. Nội thất kem rất là sang trọng ạ. Đó. Rất là mới anh chị nhé. Sedona thì được trang bị hệ thống cửa lùa điện hai phía sau rồi, rất là tiện. Toàn bộ là điều chỉnh bằng điện hết anh chị nhé. Anh chị có thể thấy hàng ghế của Kia Sedona thì cực kỳ là rộng rãi giữa các khoảng hàng ghế với nhau. Và đặc biệt thì Sedona sẽ có lối đi giữa để dành cho người ngồi hàng ghế thứ ba. Và hàng ghế thứ ba thì cực kỳ rộng cũng như khoang cốp. Đó, rất là mới ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập phía trên và có một dàn điều hòa độc lập phía dưới nhé. Tổng cộng là chiếc xe Kia Sedona này được trang bị là hệ thống điều hòa 3 dàn độc lập tự động. Đó, anh chị có thể tăng giảm tốc độ hay là điều chỉnh tốc độ quạt gió tùy ý luôn. Xe thì được trang bị cốp đóng mở điện rồi. Đấy, anh chị có thể thấy cái khoang cốp của Kia Sedona rất là rộng đúng không ạ? Cái lòng của nó rất là rộng bởi vì là cốp của cái lốp dự phòng là treo ở phần giữa cái phần gầm xe nhé. Nên là nó tạo cho chúng ta cái không gian cực kỳ rộng ở cái phần này. Xe cũng được trang bị cổng sạc 12V ở phía sau này. Đó. Rất là mới ạ. Chiếc xe rất là đẹp anh chị nhé.
Đó, cực kỳ mới luôn anh ạ. Tất cả những phần nỉ này còn nguyên bản này, rất là đẹp, rất là mới. Trang bị cốp đóng mở điện rồi. Tiếp theo em mời anh chị cùng em xem qua đến phần nội thất ở bên phụ này, để mình cùng cảm nhận rõ và chi tiết nhất về cái chiếc xe này của em Tình nhá. Rất là mới phải không ạ? Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh hai khoang panorama. Đó. Ngồi bên trong chúng ta có thể đóng cửa được luôn bằng một nút bấm. Xe thì cũng được trang bị đè lỗ thông minh, chìa khóa smart key rồi anh chị nhé. Đó. Cực kỳ đẹp và rất là mới, nội thất kem, ngoại thất trắng, một trong những cái tông màu cực kỳ nổi bật và rất là được nhiều khách hàng ưa thích bất kể trên những dòng xe nào. Đó. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu và có cảnh báo vượt trên gương rồi anh chị nhé. Và đây là hệ thống lốp như là răng nguyên bản của chiếc xe này. Lốp là lốp theo xe nguyên bản anh chị nhé. Rất là mới ạ. Đó. Hệ thống đèn bi rồi. Đèn gầm cũng được trang bị là đèn bi luôn anh chị nhé. Lốp là lốp theo xe, lốp Continental anh chị nhé. Được sản xuất ở tuần thứ 14 của năm 2018 này. Anh chị có thể thấy không? Na răng thì gần như không có xước xác gì cả. Rất là mới ạ. Đây. Anh chị có thể xem cái phần lốp này. Còn cực kỳ dày. Và với chiếc xe này thì em Tình luôn cam kết đồng hồ chuẩn cho quý anh chị là xe chạy chuẩn 66.000 km zin theo xe. Và xe được bảo dưỡng full lịch sử tại hãng Kia. Quý anh chị mua thì hoàn toàn có quyền kiểm tra xe tại bất kỳ đơn vị địa điểm nào để có thể check test lại chất lượng. Em Tình luôn cam kết và đảm bảo về chất lượng cũng như pháp lý cho quý chị 100% bằng văn bản rõ ràng chi tiết. Và hiện tại giá xe này em Tình đang chào bán với mức giá là 845 triệu đồng. Mức giá trên em sẽ còn thương lượng khi quý anh chị đến cửa hàng xem xe trực tiếp hoặc alo trực tiếp cho em Tình qua số này em để trên phần mô tả. Thì đến đây em Tình cũng xin có một điều nho nhỏ em muốn chia sẻ rằng thì em Tình vẫn luôn là hỗ trợ quý anh chị nhận xe trên toàn quốc. Em sẽ giao xe nhận xe tại nhà trên toàn quốc cho quý anh chị, cũng như là hỗ trợ quý anh chị là mua trả góp qua ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì em Tình sẽ hỗ trợ anh chị về việc đăng ký sang tên đổi chủ cũng như rút hồ sơ gốc. Mọi thông tin chi tiết anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em Tình qua số hotline em để trên phần mô tả. Và chiếc xe em đang bán là 845 triệu đồng. Đó là mức giá để anh chị có thể tham khảo và sẽ có giá tốt nhất khi anh chị liên hệ trực tiếp với em Tình. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.